sữa từ ngũ cốc mà đã được sản xuất bởi những cái công ty có uy tín, có chất lượng và đảm bảo cái chất lượng, cái thành phần nó tốt nhất để giúp cho chúng ta có thể bổ sung thêm vào những bữa ăn hàng ngày, giúp cho cái lượng sữa của bà mẹ về dồi dào hơn và cái chất lượng sữa tốt nhất để giúp cho con mình phát triển một cách tốt nhất sau này. Sản phẩm bột ngũ cốc lợi sữa của công ty cổ phần Tinh chất Quê Việt được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Tất cả các khâu từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, sản xuất, đóng gói, bảo quản đều được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn khắt khe, từ đó giúp tích lũy tối đa các hợp chất, sở hữu chất lượng vượt trội, giá cả hợp lý. Bột ngũ cốc lợi sữa Quê Việt đang đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của mẹ và bé một cách hoàn hảo. Tình trạng ít sữa, thiếu sữa, thậm chí là mất sữa giờ đây không còn là nỗi lo lắng của bất kỳ chị em phụ nữ nào khi sử dụng sản phẩm bột.